Xin chúc cho toàn thể anh em của mình sẽ bước sang năm mới thật nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, tỷ sự như mơ. Và đặc biệt là trong ngày vui, ngày đặc biệt của vợ chồng Dương Minh Huyền thì Tiên cũng mới nói gì hơn. Xin chúc cho buổi ngày hôm nay sẽ là một ngày chọn ngày vui. Chúc cho hai vợ chồng mọi người trọn vẹn hạnh phúc, sống với nhau đến cùng làm sao không. Và đặc biệt là Tuyền thì rất là sợ thơm, Tuyền nhá. Mong phút là rất là sợ thơm. Bây giờ là Thơm coi như là nhấn một chút để các bạn anh đã được nhờ nhé. Xin cảm ơn rất nhiều và xin kính chúc tập thể gia đình mình nhà tròn vẹn niềm vui trong buổi tối ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, xin được cũng gửi lời chào tạm biệt quý vị khách quý ở đây. Cảm ơn buổi đi bàn của Tuyền, một người bạn thân đã đến từ mọi miền tổ quốc. Hôm nay kết thúc thời gian bạn học, trao tiếp thời gian thương trở về mảnh đất quê hương của Tuyền hiện nay đang sinh sống và mở nhà hàng ở đây. Thì xin cũng gửi lời chào tạm biệt quý vị, cảm ơn anh rất nhiều và chúc cho năm cao của anh ngày càng mạnh cao và mạnh sáng nữa. Kính thưa quý vị khách quý, thật đúng là các cụ cổ xưa có một câu rằng: xuân hạ thu đông nay đã có bốn mùa, xuân qua hạ tới đông lại về. Mùa đông thì ấp ủ bao tình yêu, những ngôi nhà hạnh phúc của chúng ta hiện đã xây và đã xây. Và các bạn hôm nay đã được chứng kiến buổi tân gia của anh Dương Minh Tuyền đã tổ chức và đã nhận được lời mời hạnh phúc của tất cả quý vị quý. Xin được đỡ lại cho gia đình anh Tuyền. Kính chúc quý vị có một sức khỏe dồi dào. Và ngay bây giờ đây, bữa khai tiệc của chúng ta vẫn đang được diễn ra, thì hãy tay trong tay rót ra những ly rượu hồng thật đầy để cùng chúc mừng buổi tân gia hôm nay và đón nhận với những trang văn nghệ tiếp theo. Ngay sau đây để quý vị chạy đâu, hãy hướng mắt về trung tâm sân khấu Văn Trường để cùng trở lại với giọng ca của một chị hai quê quan họ tỉnh Bắc Ninh, đó là mang đến cho quý vị khách quý một ca khúc để sửa bầu quý vị hôm nay, ca khúc được mang tên Chút Kỷ Niệm. Trân trọng kính mời chị. Xin một ngọc cho tình cảm yêu của người anh em, dù đã ra sao vẫn giữ một lời hứa. Và bất kỳ nào người anh em gần tôi sẽ lén lén không chút do dự. Trong cuộc sống hôm nay rất có tình đơn phương anh em. Tôi cho các em vui nhá. Nào ok, em chú xong được. Chúng ta không chung một dòng máu nhưng đến với nhau đúng nghĩa gia đình. Tuyệt máu vậy, mốc 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 mốc. Dẫu nên cười người dối gian mà vẫn có kẻ thương. Đã một ngày gọi là anh. Dù nào khó không nỡ bỏ rơi nhau.
một góc trong tim khắc tên của người anh em. Dù đã ra sao vẫn giữ một lời hứa, và mỗi khi nào người anh em gần tôi sẽ đến bên không chút do dự. Trong cuộc sống hôm nay rất có tiền được người anh. Một bản hit tiếp theo, đừng bỏ mặc anh nhé. Ok. Chúng trái tình yêu không nói một lời, trả lời anh đi nào.